lắp cửa điện tự động đến từ ngang. Cửa đóng mở rất là nhẹ nhàng. Cửa được trang bị hai điều khiển từ xa, kèm theo một nút bấm gần khu vực tắp lô của tài xế. Cửa cũng được trang bị tính năng chống kẹt để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng của quý khách. Cửa khi gặp vật cản sẽ chạy ngược trở lại. Lắp cửa điện tự động đến từ ngang. Cửa đóng mở rất là nhẹ nhàng. Cửa được trang bị hai điều khiển từ xa, kèm theo một nút bấm gần khu vực tắp lô của tài xế.